Xin chào các bạn, rất vui gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình cùng xem mấy em này lái xe điện đây, rất là đẹp mắt. Hiện tại thì mình đang có mặt ở trên một cái khu đô thị Phú Cường. Nhìn rất là xinh ha. Lái xe điện chở khách vô trong cái nhà hàng trong này đây các bạn. Nhà hàng đặc sản gì đó, gió biển. Đó, đi ngày này thấy đẹp đẹp quay cho các bạn xem luôn. Đây là chỗ này nó, chỗ này các bạn thấy không, giờ kinh khủng luôn này, chỗ này nước trồng nha các bạn. Đây, đây thì mấy chiếc xe vô đây nè. Đây em này, xin giả mang của các bạn đây. Cái quấy đen, áo sơ mi màu trắng. Đây có một em nó đi ra đây. Wow. Thấy đẹp đẹp quay cho các bạn xem nha. Ngầu dễ sợ. Wow. Dễ cưng ghê luôn các bạn. Đây hai chiếc xe điện mấy em này đang chở khách vô trong nhà hàng nha. Có em bên kia nhìn xinh ghê luôn. Đây, đấy, như một bông hoa vậy. Này là chiếc xe điện nha các bạn. Tiếp viên nhà hàng đấy. Thì em tiếp viên hồi nãy vô vừa rước khách ra ha. Đây. Mọi khách cứ đi qua đây thì chỉ đi qua chiếc xe điện này đây. Nhìn cô ấy rất là trẻ. Má ơi, đứng ngay chân ổ kiến lửa. Trời ơi, cắn. Wow. Quất cái gốc cây cho nên các bạn không xem ha. Wow, nụ cười rất là đẹp. Quá trời, kiến nó cắn rồi các bạn ơi. Đây nguyên ổ kiến lửa đây nè. Lô nhắm mấy em mà kiến lửa nè các bạn thấy không? Đó. Ừ, nó cắn.
Đây là một cái buổi chiều rất là đẹp, thì mình nghĩ là chắc là bao nhiêu thực khách họ muốn thưởng thức một cái món ăn gì đó thì họ sẽ đi ra đây. Từ trong này cách ra ngoài kia nó khoảng 300 mét, nó có một cái con đường đan như thế này. Đây là buổi chiều hoàng hôn ở thành phố Rạch Giá, khu đô thị Phú Cường. Ở ngoài đó thì người ta sẽ có những cái món đặc sản gừng biển gì đây, doanh nghiệp tư nhân gió biển đặc sản gừng và biển, chắc mình nghĩ là có món rùa gắn đồ ha. Những cái bên dưới của cái nhà hàng là nó sẽ có gồm những cái cột bê tông như thế này để nó chịu được tác động của thời tiết và sóng gió ha. Xung quanh đây thì người ta sẽ trồng mấy cái cây, ở phía trước thì mình nghĩ là một cái nơi nhà mát, còn hai bên thì xe cộ rất là đông. Và ở chỗ này nó là một cái công viên để mà cho nhiều người để đi tham quan trên đây. Và ở dưới này thì nó rất là dơ, các bạn nhìn thấy nó dơ mà nói là kinh khủng luôn. Mình quay ở đây mà mình còn chịu không nổi, cái màu nước nó đen như là nhớt cũ vậy các bạn, khó chịu đó, bạn thấy chưa. Bây giờ mình sẽ đi lên trên đây cho bạn xem ha. Ở đằng phía đằng kia thì nó có nhiều cái bọc, rồi mình nghĩ là trong đây sẽ có giày dép các kiểu không đại điểm luôn, nó nhiều thứ lắm, áo phao và những cái bã nè, các bạn thấy gông nó đóng nè, hầu như là không tưởng tượng nổi, chỉ có cảm nhận được cái mùi thối thôi, rất là thối kinh dị luôn. Và bây giờ thì mình sẽ đi trên cái con đường như thế này, còn cái gì coi không quay cho các bạn xem ha. Chị có thấy em, hai em này là tuy là nước nó hơi thối thiệt nhưng mà có hai em này đây thì tất cả mọi chuyện đều dễ chịu hơn, rất là xinh, mặc váy màu đen. Nhìn nghe thơ lắm các bạn, anh nghĩ độ tuổi của hai bé này khoảng tầm 18, 19 tuổi thôi. Mình nghĩ chắc là trang điểm sợ lên xấu hay sao. Rất dễ thương các bạn. Rất dễ máy đảo một vòng cho mình xem ha. Không biết quay gì, chỉ quay hai bé này thôi. Mình nghĩ là chắc người ta sẽ làm một cái phương tiện này để cho khách đi vô trong nhà hàng cho nó thuận tiện hơn ha, người ta không muốn khách phải lội bộ. Mình cũng tính lại thử lên trên đó một lần nhưng mà mình sợ bị quánh các bạn, chạy không kịp cho nên mình đứng hơi xa hơn ha. Quay mà sợ mấy ông bảo vệ ông dòm dòm hoài nghi quá. Bé bên kia nhìn mặc trang phục đẹp ghê. Đây, bé lơ bé, cái bé mà nhìn mình á. À, chắc hơi ngại hay sao mà. Bé này hơi coi được thôi chứ không đẹp bằng bé bên kia ha. Này là đồng phục của nhà hàng nha các bạn. Và cảm thấy là cái mùi nó khó chịu quá các bạn ơi, mình cảm thấy hơi nhức đầu quá. Nhìn từ trên đằng này nhìn lại đây thì lâu lâu mình đổi một cái không khí xíu nha, ngắm mấy em hot girl đi, cũng xem tàu thuyền lâu quá rồi nó cũng hơi bị nhàm chán các bạn, mình không biết nói gì hơn. Bây giờ chắc mình nghĩ là mình quay xíu nữa cho các bạn xem rồi mình sẽ kết thúc video tại đây, tại vì bây giờ này thì cũng rất là chiều rồi. Ở bên này thì có cái nhà mát đây, còn mấy cái này thì cái cỏ mà để mấy cái cỏ mà người ta trồng để mà cho buổi chiều cho khách ra đây hóng mát ha. Thì chỗ này nó rất là sạch các bạn đó. Bây giờ mình sẽ ngắm mấy em một lần nữa nha. Wow, như cái gì đấy, rất là xinh ha. Càng nhìn càng thấy khoái, nãy kiến lửa cắn muốn chết luôn. Mình nghĩ là chắc
làm công việc rất là nhẹ nhàng. Thể hiện ha, hai chiếc chạy cùng lúc luôn kìa, đẹp ghê. À đây có hai em nữa đây các bạn. Wow, chim chạy thiệt tươi luôn.